Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương thức tiếp theo trong DOM Selector. Đó là phương thức Get Element By ID. Và có lẽ đây sẽ là phương thức mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất trong quá trình chúng ta xử lý bài toán của mình. Get Element By ID. Bởi vì sao? ID nó là cái mang tính duy nhất. Nó là thuộc tính mang tính duy nhất trên một trang, có nghĩa là trên cùng một trang thì chúng ta sẽ không được phép có ID trùng nhau. Trong đây sẽ là ID name. Đó, tôi sẽ có một ví dụ như sau để các bạn hiểu được. Về concept thì nó cũng giống như cái tag name và class name thôi. Nó chỉ có một khác biệt một chút. Đó là đối với ID thì nó là cái tồn tại duy nhất trên một trang, hay nói cách khác là trên cùng một trang web thì sẽ không được phép có hai ID trùng nhau. Đó, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái listen 4 như sau. Và trong listen 4 thì tôi sẽ tạo ra một trang index.html để tôi demo cho các bạn về cái selector với phương thức là document.getElementById. Tôi giả sử tôi vẫn có năm cái thẻ P này. Đây. Sau đó tôi sẽ gọi đến. Tôi sẽ sử dụng JavaScript. Tôi giả sử tôi đặt tên ID của nó là 1. Đó. Thì tôi sẽ lấy ra như thế này. HTML object đi, cái này là như vậy. Đối tượng HTML tôi sẽ chọn ở đây sẽ là cái thẻ đầu tiên với ID là 1. Để mình buy ID và tôi chuyển ID vào là 1 như thế này. Tôi còn số lock này. Và đồng thời tôi cũng sẽ hiển thị tag của nó có màu đỏ. Thì tôi chỉ cần chấm star. Style.color. Tôi để cho nó màu đỏ như thế này. Tôi hiển thị cái object này lên. Thì hôm nay các bạn sẽ thấy là tôi đã chọn được cái thẻ thứ nhất và tôi hiển thị cho nó có màu đỏ lên như thế này. Tôi giả sử tôi cũng đặt một cái ID bằng 1 ở đây như thế này. Theo các bạn lúc này cái thẻ P thứ hai này của chúng ta có màu đỏ hay không? À, chắc chắn là không rồi. Bởi vì sao? JavaScript trên cùng một trang nó chỉ hiểu một ID thôi, chứ nó sẽ không hiểu hai cái ID. Nên là nó sẽ bắt gặp cái ID đầu tiên thì nó sẽ lấy luôn. Còn những cái ID từ sau cái đầu tiên đó nó sẽ bỏ qua nếu mà giống tên nhau. Đó, chính vì vậy đây cũng là lý do ở ngay buổi học đầu tiên về HTML mình có chỉ ra cho các bạn, đó là trên cùng một trang chúng ta không được phép đặt ID giống nhau. Đó, thì đấy là lý do mà chúng ta không được sử dụng như vậy. Ok, thì đây là cách sử dụng cho phương thức get element by ID. Và các bạn thấy là với phương thức get element by ID thì mỗi lần get hay là mỗi lần chọn thì nó chỉ chọn được một thẻ duy nhất. Đó, bởi vì sao? ID nó mang tính duy nhất nên là nó chỉ chọn được ra một thẻ duy nhất thôi. Nên là các bạn muốn chọn nhiều thẻ thì các bạn phải đặt nhiều ID khác nhau. Đó. Và khi mà các bạn không muốn khai báo quá nhiều thì các bạn có thể dùng cách là chọn theo name, thì các bạn chỉ cần chọn một lần và for x. Đó là sự khác nhau giữa cái tag name và ID. Đó, và tùy từng bài toán thì các bạn sẽ sử dụng nó cho nó phù hợp. Ok, bây giờ các bạn hãy làm lại nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.